ngày tất bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các hội nghị ASEAN và đối tác. Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hội nghị cấp cao của ASEAN với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tại Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo ASEAN, Nhật Bản tại hội nghị cấp cao giữa hai bên ngày 10 tháng 10 tại Lào. Thông điệp đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản với ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN, Nhật Bản lần thứ 27, lãnh đạo các nước khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng, kết nối hạ tầng. Đồng thời tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh biển, chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường an ninh mạng, quản lý và ứng phó với thiên tai. Hai bên cũng sẽ dành ưu tiên cao cho hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng xanh, hệ sinh thái xe điện, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân, du lịch. Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shiger nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN, Nhật Bản. Thủ tướng Ishiba Shiger cũng khẳng định cam kết của Nhật Bản là tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cần tiếp tục là động lực chính, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nền kinh tế hai bên. Ông khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư hơn nữa vào ASEAN, đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN tham gia vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới từ các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, bán dẫn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các nước ASEAN, tiểu vùng Mekong ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết giảm phát thải, trong đó có thông qua sáng kiến y cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á. Nâng tầm quan hệ ASEAN và Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị cấp cao ASEAN, Hàn Quốc ngày 10 tháng 10. Tại hội nghị cấp cao ASEAN, Hàn Quốc lần thứ 25, các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN, Hàn Quốc. Đánh dấu mốc phát triển mới nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ 1989-2024. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định tiếp tục dành ưu tiên tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác với các nước ASEAN, ứng phó và xử lý hiệu quả các thách thức về an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu. Hàn Quốc sẽ đồng thời tăng đầu tư nguồn lực hợp tác với ASEAN về thành phố thông minh, chuyển đổi số, nghiên cứu chung, đào tạo các chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo với kế hoạch đào tạo 40.000 sinh viên. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc bắt tay theo phong cách đặc trưng của các hội nghị ASEAN. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ba định hướng triển khai quan hệ ASEAN, Hàn Quốc tương xứng với tầm mức mới. Trước hết là đóng góp trách nhiệm hơn cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Hai là thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, trọng tâm là kết nối các nền kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục, đào tạo. Trong đó, hợp tác thương mại và đầu tư cần phát triển theo hướng cân bằng hơn, bền vững hơn, tận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Hàn Quốc, AKFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, đồng thời thúc đẩy ký kết các văn kiện chung. Mở cửa thị trường lớn hơn. Ba là hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, toàn diện và phát triển bền vững, nhất là đối với các động lực tăng trưởng mới. Theo đó, cần cùng mở ra những chân trời hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối tác Mekong, Hàn Quốc. Ba định hướng của Việt Nam cho ASEAN 3 toàn cảnh hội nghị cấp cao ASEAN 3 ngày 10 tháng 10 tại Lào. Tại hội nghị cấp cao ASEAN 3 lần thứ 27, các lãnh đạo ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN của 3 thời gian qua. Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch công tác, ưu tiên hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, thực hiện hiệu quả RCEP. Các nước cũng đặc biệt nhấn mạnh hợp tác nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác theo lĩnh vực hiện có để kịp thời ứng phó và xử lý các thách thức về an ninh phi truyền thống, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh lương thực, an ninh y tế. Lãnh đạo các nước ủng hộ tăng cường phối hợp và bảo đảm ổn định tài chính khu vực, đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số, xe điện, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu. Lãnh đạo các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ba định hướng phát triển hợp tác ASEAN-UEBA trong bối cảnh khu vực và toàn cầu biến động phức tạp, khó đoán định. Một là bảo đảm kết nối chuỗi cung ứng. Trong đó, ông đề nghị sớm triển khai tuyên bố lãnh đạo ASEAN-3 về tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng khu vực. Hai là tranh thủ các động lực tăng trưởng mới, khai thác tốt các tiềm năng và cơ hội hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn. Ba là tự cường trước thiên tai và biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hợp tác quản lý thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển bền vững tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh dù trong bất cứ vấn đề gì, yếu tố quan trọng nhất là phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, UNCLOS 1982. Giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN giữ vai trò trung tâm.